Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, chiều qua áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines và đi vào Biển Đông. Khi di chuyển vào Biển Đông, đến sáng nay, cường độ của áp thấp nhiệt đới đã đạt ở mức cấp 7. Dự báo trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 15-20 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến trưa chiều nay, 13 giờ ngày 15 tháng 7, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng hơn 800 km về phía đông đông nam. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ chiều ngày 16 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía bắc của Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 580 km về phía đông. Cường độ bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, ở khu vực phía đông vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trong ngày hôm nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh nên ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3,5 đến 4,5 mét, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Còn trên đất liền, dự báo trong ngày hôm nay, cả vùng hội tụ gió và không khí lạnh ở phía Bắc đều suy yếu. Vì thế, ở các tỉnh miền Bắc mưa giảm, đến chiều thì trời hửng nắng. Nhưng nhờ những cơn mưa dông đêm qua mà nền nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ giảm đi đáng kể. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 32 đến 35 độ, nắng nóng cơ bản chấm dứt. Nhờ có những cơn mưa dông ở phía Bắc mà thấp nóng cũng yếu bớt, vì thế trong ngày hôm nay cường độ nóng ở miền Trung cũng giảm. Vùng nóng tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định với ngưỡng nhiệt cao 35 đến 37 độ. Riêng với các tỉnh, thành phố từ Phú Yên đến Bình Thuận thì trong chiều và tối nay, gió mùa Tây Nam mạnh đưa mây và ẩm từ Tây Nguyên sang nên gây mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ ngày cũng không cao từ 33 đến 34 độ. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, dưới tác động của gió mùa Tây Nam mạnh nên ngày hôm nay, thời gian nắng trong ngày ngắn chỉ từ nay đến trưa. Sau đó thì gió mùa Tây Nam sẽ gây mưa dông nhiều nơi ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiều điểm ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to từ 30 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên tiếp tục ở mức thấp từ 28 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.